Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bản thân Vlog. Các cháu ơi, hôm nay nhà bà có mấy cái thằng cháu nó tát ao các cháu ạ. Ôi, cái cháu này nó cho bà con cá chấm đen siêu to khổng lồ này. Đấy, các cháu nhìn thấy to chưa? Thì các cháu ạ, đấy, bà hàng ngày cũng cứ ăn cá lướng lấu nhiều rồi. Nhưng hôm nay bà sẽ nghĩ ra một món rất lạ là bà sẽ làm món cá hấp bia các cháu nha. Thì đây này, bà giới thiệu nguyên liệu đây này. Một chú cá này, mấy thằng cháu nó tát ao nó cho bà đã làm sạch sẽ lại. Ui dồi ôi. Chỗ này phải hơn chục cân đấy các cháu ạ. Con này phải hơn chục cân, chứ nặng thế. Đấy, gia vị đây này, các cháu nhìn này. Có xả này, thì là này, gừng này. Còn hấp bia, không thể thiếu bia rồi. Còn đây là nước tương rồi đấy. Các cháu thấy gia vị của món cá hấp này ngon không? Thì bây giờ bà sẽ đi thực hiện luôn các cháu nhá. Dọn bếp rồi là đi rửa rau, là đút vào bụng của con cá, chú cá này. Sau bắt đầu là bỏ lên lồi, là đổ bia vào là hấp với các cháu nhá. Thì bây giờ bà đi thực hiện luôn này. Các cháu mà xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Rồi bà cứa này các cháu này. Bà cứa để bà bỏ gia vị vào. Đấy đây các cháu nhìn. Ui, cứa đấy. Cứa đấy, sao bà tưới bia vào hấp các cháu ạ. Để cho nó ngấm vào thịt nó ngon. Cháu thấy ngon chưa? Đấy các cháu ạ, bà cứa xong rồi. Bây giờ bà sẽ cứa mặt bên. Các cháu có biết không, cứa này là sao? Cứa này để khi tưới bia vào là hấp vào, nó ngấm cả bia vào là thơm. Rồi bây giờ bà giả mình. Ui, lặng thế các cháu ơi. Con này bà nhá. Bà nấu món gì bà? Bà chào hai cháu, hôm nay bà làm món cá hấp bia. Hai cháu ở đây sau rồi thưởng thức nhá. Vâng ạ. Ở bên công ty Villa Thành Công bà. Thế cháu, à? Hôm nay cháu đến đây cháu có món quà tặng bà. À, nay đến chơi bà lại có món quà tặng bà. Mà về chơi bà là vui rồi, còn mang quà tặng bà làm cái gì nữa? Món quà gì đấy cháu ơi? Đây là găng tay bà. À, găng tay. Vâng, găng tay để cháu tặng bà để bà nấu ăn. Nhưng mà cháu ạ, hàng ngày bà cứ đi găng tay bà thấy nó vướng lắm, cho nên là bà cứ làm tay không. Cứ đi thử sản phẩm bên cháu đi. À. Đeo thích lắm bà. Thế đâu đâu cho bà thử là. Ôi trời ơi, thế bà cảm ơn nhá. Vâng. Đâu à? Ui. Mọi lần bà vướng lắm, hôm nay được thật sự này. Ôi cháu ơi. Găng tay nhà cháu đi nó ôm tay thế. Vâng ạ, hàng của cháu, cháu đẹp mà bà. À. Vâng. Thiếp thế này từ nay đi kia. Ui giời. Bà lại có. Ui giời ơi. Nó ôm tay lắm, mọi lần bà đi thấy nó vướng lắm đâu xem này. Găng tay này dai lắm bà. À, dai à. Vâng, ôm sát cổ tay luôn. Ui giời. Thế hàng này của cháu là hàng gì đấy? Hàng này hàng của cháu, hàng Việt Nam bà. Hàng Việt Nam à? Vâng. Thế cháu, nhà cháu có công ty à? Vâng, nhà con ở công ty ạ. Cháu bán có đắt không? 50.000 hộp bà. 50.000 một hộp này. Một hộp này 50 đôi ạ. 50 đôi. Vâng, 100 chiếc. Ui. Thế giá cả cũng phải chăng nhỉ? Vâng. Cháu ơi thích lắm. Vâng ạ. Ôi giời ơi, thế này làm nó không vướng đâu như. Vâng. Thế bà cứa nhá. Thế hôm nay sao ở đây ăn cá hấp bia nhá? Vâng ạ. Vâng. À, hóa ra là hai chị em là hai chung cùng hai chị em chứ? Vâng. Thế à? Thế công ty cháu ở đâu? Công ty cháu ở xóm Châu Tân Thanh, Lạng Giang. Ôi giời. Thế ngay Bắc Giang mình đây à? Vâng. Wow, thế bà đeo găng tay của con thấy ôm kít cổ tay. Đúng rồi, dễ bà làm lắm, nó không con nhá. Đúng rồi. Đấy, hai cháu hôm nay là ở đây ăn món cá hấp bia với bà. Ui, các cháu này. Đấy. Hôm nay bà lại có hai cháu ở công ty găng tay về chơi, lại còn tặng bà Tân găng tay này, các cháu nhìn này, đi ôm tay thích lắm. Thôi, bây giờ là bà sẽ đi coi là bỏ gia vị vào các cháu nhá, để bỏ lên hấp. Thôi, bà đi đây, bà bỏ. Đấy, bây giờ bà bắt đầu hấp bia. Ui, lặng thế. Đây, các cháu này, xả này. Xả này. Khả năng là bà lưng chú cá kê lên tí, nó sát chảo. Đấy. Làm trên xả các cháu ạ. Sau này bỏ bia vào là nó hấp đun lửa lên, nó bốc mùi lên. Rồi đây là thì là. Thì là. Thì là. Đấy. Đây là gừng này. Đấy, gừng. Các cháu thấy hấp dẫn chưa? Đây là ớt này. Ớt đây các cháu này, đấy. Thôi bây giờ bà sẽ đổ bia vào các cháu ạ để hấp. Rồi, bây giờ bà đổ bia vào này. Wow, các cháu thấy hấp dẫn chưa? Sau bọt lên này. Thơm đấy. Các cháu ạ, món cá hấp bia là ngon đấy. Tiếp. Xèo. Wow. Bây giờ bà sẽ bỏ nước tương vào. Yeah, các cháu ạ.
Đấy, được thường đấy. Thơm lắm. Rồi, bây giờ bà sẽ bỏ hạt lê vào các cháu nha, để ăn cho nó ngọt. Cái nước này sao mà nó không hết, cạn chan bún được vậy các cháu ạ. Rồi, bà bỏ tí bột ngọt vào. Đấy, khả năng bây giờ là bà đậy giấy bạc vào là bà đậy vung vào và là đốt thôi, đốt bếp thôi. Bây giờ bà đậy vung vào này, bà đốt bếp lên này. À, các cháu ơi, đấy bà hấp này chắc là phải tiếng là chín rồi các cháu ạ. Ua, ngồi đây là thơm lắm. Toàn mùi bia rồi, rau thì là nó bốc lên rồi, rất là tuyệt vời các cháu ạ. Đấy, một tiếng nó mới chín. Đây này, bà có đậy thêm một lớp giấy bạc vào này để cho nó giữ được cái nhiệt đấy. Không phải bia nó bay lên trời hết các cháu ạ, không ngon. À, các cháu ơi, cá là chín rồi đấy các cháu ạ, được tiếng đồng hồ rồi, bây giờ bà mở ra làm. Wow, yeah, các cháu này, một lớp dây bạc này, ai dạ. Wow, các cháu nhìn này, thơm thế. Các cháu ạ, bà bịt giấy bạc vào nó lại càng đổ mồ hôi nữa, càng nhiều nước này. Ui, các cháu ơi, thơm lắm, bây giờ bà thử phát ra. Ngon không này, bây giờ bà thử miếng nào. Wow, thịt nó trắng tinh này. Ui dồi, ui dài lắm các cháu ạ. Ui, bà mời các cháu nhá. Thế nào. Ngon lắm các cháu ạ. Ngon. Các cháu ơi, ui cái thịt ăn nó ngọt lắm các cháu ạ. Ngọt thở luôn. Thì bây giờ bà mang ra kia để thưởng thức nhá. Bà mời tất cả các cháu tới đây cùng thưởng thức với bà nhá. Rồi đi. À, các cháu ơi, đấy, thế là bà đã sắp hấp xong con cá chấm đen này, các cháu nhìn này. Wow, ngon chưa, đấy, thơm lắm đấy. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu cùng ăn cá chấm hấp bia với bà nhá. Bà múc ra bà mời các cháu nhá. Rồi, cháu lấy bún đi. Lấy bún này, đấy. Rồi, để bà gấp cá vào, các cháu nhìn này. Yeah. Nó lạc không này, các cháu nhìn này. Ủa, đấy, các cháu này, để vào đây. Bây giờ là bà lại múc nước vào các cháu nha. Đấy. Rồi, đây, cháu đưa cho các em nhỏ cho. Tiếp. Các cháu này. Ủa, ngon chưa? Ui, cháu. Đấy. Lại tưới cái nước này vào này, ui nó ngọt này, húp xoạt xoạt này. Bây giờ là bà bỏ mấy cái rau thì là vào các cháu ăn nhá. Ui ngon chưa? Đây, cháu ơi, đây. Đúng rồi. Lại tiếp. À. Ui dồi, ngon quá các cháu ạ. Ui. Đúng rồi. Tưới nước vào. Bỏ đi. Bà đây. cho bún vào nhá, để con cuốn. Bà ơi, bà dùng găng tay có thích không bà? À, găng tay của cháu hôm nay đi nó ôm tay thích lắm, không bận rộn đâu. Mà cháu gái ơi, muốn mua găng tay của cháu thì làm thế nào mua được? Bà liên hệ số này nhá. À, số này à? Ê, 0972 à, 737 à? 0972-137-165. Ai da, thế là mua được đấy. Vâng. Thế bà dùng hết bà lại mua. Thế bà dùng hết bà mua cháu có bán không? Có bà, con tặng bà một thùng luôn. Ai già thế à? Đây, mời cháu đây. Chuyển sang đây cuối em đây. Các cháu ạ, thịt nó cứ lạc trắng như này. Ui, lạc trắng bông lên này. À. Cho văn đạc. Các cháu nhìn này. Ui. Ngon chưa các cháu ơi? Khả năng là cái bộ xương này mang đi nấu cao đấy. Nấu cao xương cá này ngon này các cháu nhìn này. Quả thơm lắm. Ngon. Thôi, bà để ra đây. Các cháu nhìn này. Lạc cá quá. Ôi trời ơi, ngon thế. Rồi, bây giờ bà lại múc tưới vào này. Wow. Đây của cháu nào đây? Cháu nào đủ chưa? Các cháu đủ chưa? Ai giờ chưa đủ à? Chưa được, giơ tay xem nào. Làm các cháu đủ chưa? Ai già, các cháu cũng nói to thế. Thì các cháu ơi, đấy, bây giờ bà mời tất cả các cháu coi là ăn cá chấm hầm bia với bà nhá. Thì bây giờ bà mời các cháu nhá.
chấm chấm chéo quả cá thương hiệu. Quả chấm chéo. Đây này các cháu này, cá này. Wow, thịt nấu trắng ngần này. Thế bà mời các cháu ăn đi nhá. Khả năng. Chấm với chấm chéo này. Các cháu này chấm chéo nhà bà này. Wow. Wow, chấm chéo tươi nó không cay đâu lắm đâu các cháu nhá. Bà mời nhá. Cá thì ngọt, chấm chéo và thơm vị hạt chuối mắc kén luôn chưa bạn? Mời bà nhá. Rồi, các cháu ăn đi. Mời bà nhá. Các cháu ăn nhớ mời. Chấm chéo ngon lắm ạ. Các cháu ăn nhớ mời cô chú nhá. Chấm chéo, cá chấm chéo ngon lắm ạ. Đúng rồi. Cháu ăn mạnh lên. Chấm chéo này bà bán hả bà? Bà bán đấy. Chéo đây con ơi. Các cháu. Rau. Rau. Ngon bà. Ngon hả? Đây. Đây. Cho con đây. Nha. Ngon các bạn ơi. Chú. Anh đang nói. Bà ơi, chú ạ. Em con cá. Anh đang nói. Tất cả các anh chị em nha. Mọi người ơi, nhìn cá này. Thịt trắng ngần luôn. Ngọt thịt. Đây mình chấm với chẩm chéo này mọi người. Ôi, cay này. Quay xong chưa? Quay xong chưa? Mùi bia, mùi xả, mùi gừng. Mùi thịt gà nữa. Tuyệt vời. Ủa hết rồi. Không bạn ạ. Anh ơi. Chạy đi với chú. Cháu mời con chú ạ. Mời chấm. Đưa chấm chéo. Đúa. Hả? Đúa trên đây có rồi. Đúa trên kia có rồi. Rau. Ăn thử đi. Vâng này. Thử đi. Rau. Không ăn mà. Ăn thử chấm chéo. Các cháu ạ, đây, bà bỏ cá vào này, bà gói vào rau, vào bánh tráng này. Thế bây giờ bà cuốn vào các cháu nhá. À, phải nhúc. Các cháu phải nhúc xương nhá, đọc xương nhá. Wow, các cháu nhìn này. Bà mời các cháu nhá. Bà mời các cháu ạ. Ngon lắm các cháu ạ, thịt nó ngọt thảo luôn. Ngon, chú ơi. Cháu ăn đi, cháu này. Nghe bảo cháu ăn thế nào? Các chị bảo là ăn nó thơm lắm, ngon lắm. Cháu bày lên, cháu ăn cháu thấy thế nào? Thơm ngon bà. Thơm ngon à? Vâng. Ngon như găng tay của cháu. Đấy các cháu ạ, à, cháu này là chuyên sản xuất găng tay, bán găng tay vừa nhập xỉ lẻ đấy. Thế muốn mua thì liên hệ vào số điện thoại của cháu ạ. Liên hệ hai số này ạ. 0972137165, 0962659116. Các bạn mua được hưởng giá ưu đãi ạ. À, được hưởng giá ưu đãi giá à? Giá gốc. À, thế ạ. Giá chính hãng. Giá chính hãng. Thế rồi nhà cháu có giấy tờ không? Có chứ bà. Ủa, có giấy tờ? Vâng. Được. Rồi ạ. Ngon. Chấm chẩm chéo này. Bà đang bán này. Bà bán bao tiền một hộp này bà? 100.000 một lọ cháu ạ. 100.000 một lọ. Mọi người mua 5 lọ được tặng 1 lọ nhá. Mua 3 lọ được tặng 1 lọ. Ngon lắm các bạn. Đúng rồi, các cháu ạ. Đây, bà có múc vừa nước vừa cái để các cháu húp nhá. Wow, ngon lắm. Đấy, này cháu ơi, cháu cầm đấy. Cái gì vậy bạn ơi? Tốt xương rồi, chỉ việc xúc thôi. Wow, các cháu nhìn này. Đấy. Đấy. Lần đầu tiên ăn món cá bia là cá chấm hấp bia này cháu ơi. Nào cháu ơi, mang bát vào lấy cho con. Ôi, ngon lắm. Rồi. Nào đưa bát đi, đưa bát vào lấy cho cháu ơi. Cháu đưa đây, ra đây, cháu đưa đây, cháu đưa bát. Quan lắm các bạn ạ. Wow, cháu chạy đây đưa bát cho bà. Bà lấy cho. Này cháu ơi. Cháu bát cháu đâu? Ừ, con đưa bát đây. Này. Sắp hết rồi các bạn ơi. Rồi. Xin bát nữa. Ngon quá. Ngọt quá. Các cháu ơi. Đây hôm nay cái món cá chấm hấp bia ăn cái thịt nó rất là ngọt, rồi cái nước nó lại thơm nữa. Tuyệt vời, nó có vị bia rồi vị thịt ngọt của cá.
Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng mà dừng clip rồi nhá. Thì các cháu xem video này thấy hay, like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Mà có cháu nào mà muốn mua găng tay thì mua liên hệ với cháu này nhá. Cháu đọc số điện thoại cho các bạn nào. 0972 137 165, 0962 659 116. Đấy, cháu ơi là nhà phân phối chuyên cung cấp nhá, hàng có chất lượng giấy tờ nói đấy các cháu nhá. Đây này, mỗi lần bà đi nó cứ lỏng, nhưng hôm nay bà đi nó ôm tay dễ làm lắm, mà rất là dai các cháu ạ, chất lượng đấy. Thôi thì bây giờ có khả năng là bà dừng clip đấy nhá. Thì các cháu mà xem video này có thấy hay like và chia sẻ video thật nhiều giúp bà nhá. Thì bây giờ bà chào tất cả các cháu nhá.